Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nghi xin giới thiệu các bạn về dòng sản phẩm BDA hay gọi là Mobile Connectivity, là thiết bị di động. Thiết bị di động này là của hãng Honeywell, mã sản phẩm là 6510. Máy quét di động này có tích hợp hệ điều hành mobile và quét được mã vạch 2D và 1D. Sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà thương hiệu của Mỹ, một sản phẩm chất lượng hàng đầu. Nó là công nghệ được thế giới công nhận là một thiết bị uy tín trên thị trường. Trong sản phẩm này, Nghi có thể kích hoạt vào trong đây để mà xem cái gọi là chức năng của nó, để mà test demo. Thông thường các công ty lớn họ mua sản phẩm này về để họ tích hợp một cái phần mềm riêng trên này, đó là thường là phần mềm kiểm kho check in check out, làm cho thiết bị có khả năng quét được các sản phẩm trong hàng hóa. Trong những tính năng này, nó là nổi bật ở đây là khả năng chịu lực tốt, rớt rơi chuẩn công nghiệp. Đầy đủ thông tin cấu hình, anh chị có thể cài một cái app riêng của khách hàng hoặc viết theo yêu cầu của khách hàng. Đây là xin show một cái tool demo, scan demo để mà nó các anh chị có thể quét được các barcode 1D, 2D trên giao diện màn hình này. Tiêu vét laser. Yeah. Đó là sản phẩm Honeywell 6510. Xin chân thành cảm ơn.